Hello chị, chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành sửa cái con One X Studio ha. Con này là One X Studio 2. Đó. Nhưng cái phiên bản này là nó rất là lâu rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành kiểm tra cái mainboard của nó ha. Thì con này lúc sáng khi mình nhận được thì mình bật nguồn nó không lên. Đây bây giờ bạn kỹ thuật viên người ta sẽ kiểm tra đo đạc ha. Kiểm tra bật nguồn, em bật nguồn thử coi, bật em bật cái nút nguồn thử coi. Rồi để em coi cái đồng hồ dòng nó ăn bao nhiêu. Bấm đi, bấm lên coi. Đó, nó ăn xong rồi nó sẽ tắt nhé. Đó. Rồi dòng kích nó không có. Bây giờ mình sẽ kiểm tra các cái dòng hạ áp. Thì con One X Studio Home 2 này nó sẽ có một cái khối hạ áp 3V3. Thì ở đây mình đang đo ở đồng hồ thì nó ra được cái áp đó ha mọi người ha. Đây, bấm kích, bấm nút nguồn đi, bấm nút nguồn đấy, nó ra được Ok, áp 3V2 và là điều kiện cho nó khởi động là đã có, nhưng mà loa nó sẽ không khởi động được ha, không khởi động được. Thì đối với những cái nguyên nhân như thế này thì mình xác định luôn là nó lỗi ở trên cái module blue, tại vì cái con này nó không có vi điều khiển nhé, nó không có vi điều khiển thì nó điều khiển hết ở ở cái con chip blue này đó. Và dòng chip blue này thì firmware nó sẽ nằm ở trên cái con flash ha mọi người ha. Thì thay thì mọi người không cần phải nạp lại firmware ha, trừ khi cái con flash này này lỗi, con này lỗi thì mới phải thay mới và nạp lại thôi. Và bây giờ mình sẽ tiến hành thay chip. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một con chip rồi ha. Đây, con chip và luôn cái con này thì bạn khách có báo thêm nữa là lúc bạn cắm sạc thì bạn cắm ngược cực. À, mấy cái loa này thì bản vọt hết rồi, bản cắm ngược cực thì nó đang bị lỗi cái phần sạc nữa. Phần sạc thì chút nữa mình sẽ kiểm tra. Đây, lỗi chút đây. Vệ sinh chân thiết đi, vệ sinh cơ hãng đóng chip mới vào, không có nên đóng thẳng rồi. À, tụi mình sửa loa ha. Đây mình quay thực tế cho khách hàng nhìn thấy cái quá trình bên kỹ thuật viên làm. Cứ bình tĩnh thôi, đừng có rung đánh nhiều rồi. Nhẹ một cái là được, khò lên một lúc xong mình lắc một cái là được, không cần phải khò lâu nó chip chip. Đợi khoảng đến khoảng 10 giây. 10 giây xong rồi quạt tản nhiệt nó đi. Rồi bây giờ mình sẽ làm mát cái con chip ha. Rồi, rồi lắp vào test đi. Lắp test đi. Chết trả lời mau lên không, lên đúng lên không, lên gọi là nguyên blue. nhân là nó chết cái blue nha mọi người. Blue đèn nó đã lên này và cái dòng ăn này, rồi kích hoạt blue đã được ha. Đó, bây giờ mình lấy loa mình test thử đi nè. Kết nối lại mà nha, mấy cái chân giữa. Rồi, giờ mà lưu thử này. Rồi, nó đã ra nha mọi người. Connect Studio 2. Rồi, connect cái này. Rồi, ok. Lấy nhạc cái. Mở đại mấy cái bài nhạc remix ấy, không nó dính bản quyền. Ok ok rồi.
Rồi, xong bây giờ test sạc. Test cái tính năng sạc, tắt nguồn đi, tắt nguồn đi. Tắt nguồn đi. Rồi thì cái này là lúc đầu là bạn khách bạn kêu là bạn cắm ngược cực dây của cái cục sạc, thì mình đoán là cái bên đây là cái khối hạ áp cho sạc ha, thì nó sẽ nhận cái điện áp 19V từ cái cục adapter vào đây, thì nó sẽ hạ về 4.7V để nó nuôi cho cái khối sạc ha. Thì ở đây là cái con IC sạc này đấy, thì ở đây nó hạ áp thông qua quận dây 6R8, đo tại quận dây 6R8 này sẽ được cái điện áp là 4.68 đến 4.7V. cái điểm này với điểm này thì nó sẽ nối lại với nhau ha. Đó, lật mặt sau này mình sẽ thấy ha. Đó, nó nối lại thì nó sẽ nuôi cái điện áp 4.7 vào trong con IC sạc. Đây là con IC sạc pin ha. Thì mạch OneX Studio 2 này nó sử dụng pin 1S nha mọi người. Đây, cái cục pin của nó đây, pin 1S. Đó. Thì bây giờ sẽ cấp điện áp 19V ở ngay vị trí rắc vào và đo điện áp in trên đây và điện áp out ngay cái cuộn dây. Đó. Không, đừng có lắp pin. Không cần. Test thôi. Mình cấp nguồn, mình cấp 19V vào để mình test thôi. Lắp pin chi? Giờ nó chưa biết nó có hoạt động không, lắp pin này. À, bên đó âm, ngoài âm, trong dương, mình cứ kẹp vào. Cái đầu in nó phải có 19V. Không được. Đấy, nó lỏng lẻo thấy chưa? Nó ra 19 giờ đúng không? Rồi đo tại cái quần dây đầu ra xem có áp không? Không, bên kia. Ừ, đúng rồi. Không áp ra đúng không? Đừng có run tay. Đúng không? Không áp ra. Rồi bây giờ thay con IC hạ áp này đi. Ừ. Đây chuẩn bị một con IC hạ áp sẵn ha. Thì con này nó có cái mã là 5454 nha mọi người. 54331. Đây, con IC hạ áp. IC này thì mình sẽ bóc từ trong mạch zin ra nhé. Đó. Mọi người hỏi là linh kiện nó có phải là linh kiện tàu không, thì thực ra là linh kiện mình đều phải bóc từ mạch zin ra hết. Từ một cái mạch khác nó có sử dụng con linh kiện giống vậy để mình thay qua. Cò cái con kia ra đi. Cho nhựa thông. Cầm cho nó chuẩn. Có rồi đúng không? 4.7. Ừ, 4.67 này. Đó, cái app đó là cái app sạc để cho pin đấy. Rồi ok, vậy là ổn rồi đó. Rồi cắm pin vào. Cắm pin vào coi cái dòng sạc. Tắt nguồn đi. Cắm pin vào. Bật lên lại coi cái dòng sạc nó đã ăn dòng chưa. Nếu nó chưa thì con IC sạc nó cũng ngấm luôn này. Ok, dòng đã sạc có ha. Đó, dòng sạc pin có. Đây, dòng này là dòng sạc pin này. 0.237A ha. Đó, dòng sạc pin nó đã có rồi. Rồi ok, tắt nguồn đi. Cắm cái phần khay này lên thử cái nữa nè. Rồi, bật nguồn lên đi. Cái thằng này bật nguồn lên thì em ấy nó mới em phải kích nguồn lên thì nó mới báo sạc. Rồi, xem nó có chớp không. Nó sạc là nó sẽ chớp cái đèn nguồn kia. Đó, nó chớp đúng không. Đây, đó, đây. Đặc biệt những cái dòng loa này á, những cái dòng đời đầu á, là mọi người tắt nguồn á, là mọi người bật cắm sạc là nó sẽ không báo đâu nha. Nha, đây, tắt nguồn này. Đây, hiện tại trạng thái loa nó đang tắt nguồn này. Thì nó chỉ báo sạc ở trên cái máy hiện dòng thôi. Đây, đầu led nó không lên ha. Khi nào mọi người bật nguồn lên á, thì nó mới nhấp nháy ha, để nó báo trạng thái sạc pin nha. Đây, giờ mình kích nguồn lên nè. Nó sẽ báo nè. Đó. Đó, nó chớp nè. Đó. Rồi, vậy là xong rồi đó. Rồi, xong rồi. Đó. Con này nó sẽ hư blue và hư cái khối hạ áp cấp sạc cho pin. Đó, vậy là xong rồi. Ok. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye.